Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay, trận tranh vô địch châu Á, thiên tài Việt Trần A Sáng và số 1 Philippines Trang Hồng Minh. Trận này diễn ra ngày 21 tháng 5 năm 2015. Mời anh chị xem. Trận này Trần A Sáng cầm đỏ đi tiên, Trang Hoàng Minh cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。Chơi đến đây, mất xe hoặc sát cục, Trang Hoàng Minh, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.